Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Super Slayer. Thì đây là cái thể loại simulator nha mọi người. Thì trong game này là mình sẽ có một cái siêu năng lực, đó là mình điều khiển được vũ khí đấy. Nói chung là vũ khí cận chiến á, thì mình có thể điều khiển được hết. Thì ở đây á, là đây. Hiện tại ở cái map này của tôi á, là bọn ác nhân là những cái thằng và những cái con bacon như thế này đấy. Rồi, ok, nhưng mà trước khi bắt đầu vào game á, thì mình sẽ nhập code nha. Thì game này hiện tại đang có 4 code. Nhưng mà mọi người thử nhìn xung quanh coi mọi người biết code nằm đâu không? Không biết luôn đúng không? Đây nè, mọi người bấm vô đây nè. Còn không thì mọi người bấm vô đây nè. Đấy, nó mới đẩy xuống redeem code. Đấy, code nó dấu ác liệt thiệt á chứ. Đây, ok. Thì code đầu tiên của nó là code Super Slayer. Đấy, code này là một. Thì code này nó sẽ cho mình tiền. Code thứ hai là code Release. Nó cũng cho mình tiền. Đấy. Code thứ ba là code 1K Like. Nó cũng cho mình game. Nó cho mình game. Rồi, code cuối cùng là code 2K Like. Nó cho mình không có giá trị. À, phải server mới. Code 2K Live này hình như là new server. Nó ghi new server á. Mọi người nhập thử nha. Chứ tôi nhập lúc được lúc không. Tôi cũng hên xui lắm. Đấy. Nói chung là 4 code đó. Là 4 code đó hoạt động á. Còn code 2K Live ở dưới là tôi không biết như thế nào nha. Đấy. Rồi. Ok. Thì tôi nhận được nhiêu đây. Đấy. Rồi. Thì bây giờ là tôi sẽ vô. Để tôi share code cho mọi người đi. Đấy. Gì chứ là mình biết thì mình phải share cho người ta chứ đúng không? Rồi. Đấy. Hiện tại giờ tôi đang có 11.000. Tôi sẽ mua 2 cây kiếm 5k. Đấy. Tại vì hiện tại giờ tôi đang có một cái kiếm 750 sức mạnh, 750 lần do tôi nạp lần đầu ấy mọi người. Nên mọi người khỏi quan tâm. Ôi ơi, cây hút bụng cầu đâu ra vậy? Nani? Có nguyên cái cây hút bụng cầu luôn. Ô Venoi. Ok. Rồi, thế là hiện tại là một người sẽ điều khiển được ba cái vũ khí đi để mà đi đánh bọn ác nhân. Đấy. Hiện tại đây tôi có một cây 700 mấy nè. À, giờ tôi bỏ cây này ra, tôi mang cây này vô là lên. Ủa là 7 mà mang cây này vô mới đúng. À. Ok. Rồi xong, đáng lẽ tôi để dành 10.000 tôi đi qua bên này mới đúng chứ. Nhưng mà thôi không sao, bây giờ tôi sẽ đi đánh cái bọn nút như thế này. Đó, cái thằng Giant nút, nút khổng lồ. Ở đây nó có cái chỗ nào đó để mà mình. Ôi dồi ôi, đánh nhanh không mọi người? 750 đánh siêu nhanh luôn á. Tại vì tôi mua mà. Đây nè, giá của nó ngay đây nè, đó, nè đó, mọi người để ý nha. À, đừng hỏi sao anh ơi em không có cái cây cái kiếm này nha. Cái kiếm này tôi nạp. Cái kiếm này là hệ nạp mới có đấy chứ chẳng đùa đó. Ủa sao hay có 2.000 mấy vậy? Ít vậy? Ơ kìa. À, ở đây nó có cái beginner ở đây nó có cái rank nè mọi người. Đấy, mọi người phải lên rank, lên rank thì giống như cái trò mà Pet Simulator X á, thì mọi người lên rank là mọi người sẽ được nhận game hoặc là nhận tiền gì đó. Đấy. Rồi, à, bây giờ tôi chỉ cần ở đây là tôi đánh mấy cái con này thôi. Đó, không, hai thanh niên là mới vô nè. Mới vô thì nó sẽ cho mình một cây kiếm sức mạnh có 5 à. Hơi phèo, lộn, hơi bèo. À, trời ơi, bây giờ tôi cần đúng 10k tôi mới qua được cái bển ấy. Mà game, đây, ok, lên rồi. Đánh siêu nhanh luôn nè mọi người. Đấy, không, con 750 đánh cực kỳ nhanh luôn á. Đấy, thế là xong rồi. Siêu nhanh luôn, không, wow, quá trời nhanh luôn. Đấy. Thì trong thời gian đó là tôi sẽ đi đánh tiếp những cái con như thế này để mà làm nhiệm vụ, tại vì nó có nhiệm vụ nha mọi người. Mọi người sẽ phải bấm vô cái mask, mọi người bấm vô cái này đó, mọi người sẽ biết nè. Đây, nó có những nhiệm vụ để mà mình nhận game. Thì vàng á, trong này tiền của nó ở trên này cũng gọi là tiền nha. Thì tiền á là nó sẽ mua kiếm, mua craft và đi qua map. Còn còn game á là mình dùng để gọi là mod lên, nói chung là update kiếm và cái gì ta, update kiếm và update cơ thể, update bản thân thì mình phải đi qua cái khu 40k bên này nè đó, thì mình mới mua được, mới có để mua. Đấy, còn bây giờ thì chưa đâu. Ủa 40k rồi đấy hả? Ôi dồi ôi, hèn chi cô được 4k không muốn, tại vì cô lên 25k rồi. Hai lộn, cô lên răng á, cô lên răng là cô được qua. Qua bên này thì cô chỉ cần đánh mấy cái thứ này thôi. Rồi trong quá trình không có nên đợi. Tại cái game này nó hơi dở một cái là nó không cho mình, nó không có cái nút teleport về nhà mọi người. Muốn teleport về nhà là mọi người phải mua. Đấy. Muốn teleport về nhà là phải mua, chứ còn không là không có cách nào đâu. Thấy không? Thấy tôi điều khiển không? Đó. Kể cả cái cây hút bồn cầu mà tôi còn điều khiển được nữa mà thì địch khẳng định là những cái vũ khí nào mà cận chiến tôi làm được hết. Đấy. Tôi điều khiển để mà tôi đi đánh được hết. Ngon không? Quá trời đã. À, lên được 50k rồi. Úi xôi ôi, 50k rồi, thế thì tôi đi về. Không, có nên đi về không ta? Nguy hiểm. Tôi đang đoán là bây giờ tôi sẽ cho nó
nó xuất hiện thêm một con. Không, tôi đi qua tôi mua thẳng cái con 40k này luôn. Tại vì hiện tại bây giờ mọi người đừng có đi theo tôi nha. Tại vì tôi đang có, tôi có cái kiếm 150k này rồi. Mọi người cố gắng mua để khi nào mọi người mạnh lên thẳng rồi mới hẳn qua. Chứ tiền ở đây trong này nó cũng khó lắm, khó kiếm lắm. Đấy. Rồi ở đây thì cô sẽ nâng cấp đây, short strand nè. Hãy tôi sẽ nâng cấp cái này lên rồi. Orc là hình như là tiền nè hả, cô sẽ cũng sẽ nâng cấp lên. Đấy rồi, game cô cũng nâng cấp rồi, warp speed cô cũng nâng cấp rồi, short speed đáng lẽ cô nâng cấp short speed thì đúng hơn ấy chứ, đúng không? Short speed thì tốc độ kiếm, mà thôi tốc độ kiếm cũng vậy thôi, tốc độ di chuyển đi. Trong game này nó cần tốc độ di chuyển hơn. Đấy, con này 40,000 nha mọi người. Đấy, để coi nó đánh được bao nhiêu rồi. Bây giờ cô đi về. Về cũng vậy thôi, về có tiền nữa đâu mà về. Khó thiệt chứ. Trời ơi. Đấy, rồi, ngon lành. Đấy, bây giờ đi đánh nào, đánh con này 45k. Nếu như mà mọi người mà không có kỳ kiếm mạnh, khi mà vô, khi mà qua map này á thì mọi người phải có ít nhất là kỳ kiếm từ 60 trở lên. Thì mọi người hẳn vô đây, tại vì vô đây quánh lâu lắm mọi người ơi. Tiền thì tiền nó có nhiều thiệt á chứ, nhưng mà thực sự quánh lâu lắm nên là tiền, nói chung là tiền trong này nó cũng hơi khó hiếm. Là hiếm để kiếm được nhiều ấy. Đấy. Rồi. À, bây giờ tôi được 31.000 là quánh xong con này là tôi không biết lên được bao nhiêu, nhưng mà hiện tại bây giờ cái răng nó đang lên cũng khá là ổn nè, 48% rồi nè. Chuẩn bị lên 49 nè. À, thấy ngon không? Ôi, phải như thế. Bạn nhận được một cái gì đó, bạn nhận được một cái basic cái gì crab. Grab cà ve đúng không? Mà bây giờ phải đợi quánh xong con này thì tôi mới về được. Bây giờ tôi quánh xong con này nè, đó là tôi phải đợi nó Sibo ra. Đấy, rồi sau đó tôi mới cho ba cái kiếm đánh rồi tôi mới đi về. Đấy, cả gì tôi đi lên đi về nó cũng đuối lắm mọi người ơi, thật sự rất đuối. Thầy, đuối lắm luôn ấy. Rồi sắp xong rồi nè. Đó. 6.000 mấy. Game này là đi lên đi về liên tục luôn. Tại vì nếu như mà mua Playbot á là nó phải tốn 199 Robux như thế này mới Playbot được. À, còn bấm phím quy này là mình có cánh mình sẽ bay nhanh hơn. Nhưng mà có 149 Robux lận, hơi mắc mà thấy nó phí, không xài được. Không xài được nhiều, nói chung là không, nói chung phí lắm nên tôi không mua. Đấy. Có cái cây này là lợi thì tôi mua nè. Rồi, xuất hiện đi, được 127 rồi nè. Uầy. Kinh đấy. Cứ quánh xong một con là tôi lên level, Được, duyệt. Phải như thế, duyệt. Rồi. Đấy, để coi nha, 700 mấy, 810, thấy không? Tôi nâng 2 nấc thôi mà tôi lên được từ 750 lên tới 800 mấy lần. Đấy. Rồi. Ok, không nâng cấp nữa. Không nâng cấp đi, nâng cấp short speed đi. Rồi, như đó thôi, rồi dừng. Inventory slot, khỏi nâng cấp đi. Inventory chắc gì đây? Ôi ôi, Inventory như đây có 33 lần dễ gì mà đầy. Khi nào đầy thì tôi nâng cấp sau cũng được, đúng không? Giờ tôi nâng cấp chỉ cho lỗ. Đó, tôi để cái kiếm đó ở đó đánh đi rồi tôi đi về. À, tôi đi về xong rồi nó quánh xong tôi lên tôi lượm được mớ tiền. Ôi, xong cái thế tôi đi về nữa. Đó, game này nó có vậy đó, game này cứ đi lên đi về, đi lên đi về, đi lên đi về. Không được cái gì hết trơn á. Rồi, lên răng rồi đúng không? Lên răng thì ở đây là răng requirement. Ủa là chưa hả? Là không cho nhận hả? Sao nó không cho mình nhận ta? Vậy mình phải lên răng như thế nào nó mới cho mình nhận nhỉ? Khó hiểu. À, 40k, 90k, đầy. Đấy, khi mà mở, có nghĩa là mọi người mở được cái map nào thì nó sẽ unlock cái rương đó. Đấy, thì hiện tại giờ tôi mở được cái map này thì tôi sẽ mua cái rương 90. Mua xong là tôi nói là phải nó quéo một cục luôn á chứ, được cho mình cục cây kiếm gì đây. Kiếm common thấy ghét không chứ mọi người. Cái kiếm common, cái kiếm 28,72%. Ô mà thôi kệ nó cũng được đi. Tính ra nó cũng 93. Chết rồi, cô chơi dại rồi. Đáng lẽ cô nên lên có trên kia thẳng rồi cô mới mở chứ. Ôi mẹ ơi. À, hơi bị cay đấy. Rồi, bây giờ cô sẽ đi đây. Nói chung nữa là cô sẽ qua cái 150 này, 150k này. Nhưng mà để mà qua được 150k này cô phải lên. Ủa xong rồi hả cưng? Cô nhanh vậy mới cưng. Đúng là có cái kiếm 750.000 này ngon thiệt chứ mọi người. Thầy, ngon cực kỳ luôn á. Giờ tôi mà hốt cái này xong tôi cũng lên được 100 mấy chục ngàn, 150 ngàn, tôi đi qua bển luôn, tôi xài luôn cho rồi đi. Ê, à, giờ lụm tiền nè. À, thời kỳ thời gian lụm tiền là lụm tiền lên liền. Ôi trời ơi, 98% coi nó có ghét không cơ chứ. Sao nó không lên gì mà nó cao cao một chút. Trời ơi. Ê, rồi, thôi tôi qua luôn bên này luôn. Đấy, mua, qua. Yeah!
Quả bên này là một cái khu vực bãi cát gần biển, nó có con cá mập, nó có con cá nê ong hả? À, vậy không phải nê ong, cá Nemo. À đúng rồi, cá Nemo. Nemo mà đây đâu phải con cá Nemo. Này có phải con cá Nemo không mọi người? Cho tôi biết nha. Này con cá mập thì tôi biết nè, con cá mập nhìn mặt nó hãm dễ sợ luôn mà. Ồ nhìn mặt của cây phô mai que luôn mọi người. Ôi ôi. Trời ơi. Này con cá Nemo mà đuôi giống cá Nemo lắm. Nhưng mà nó có vây cá mập nè. Kinh không? Đây con bạch tuộc nha mọi người. Ở đâu đây là con mực chứ không phải con bạch tuộc, đây là con mực. À, đây là con squid. Squid trong Squid Game. À. Đấy, tôi đánh nè, hãy chưa? Đó. Tại vì máu con này có 110 mấy. Đánh hơi bị phê đấy chứ chẳng đùa đâu. Nên thôi trong quá trình đợi nó đánh thì tôi đi dạo xung quanh đây để coi. À được 11.000 coi. Ờ được 11.000 thì tôi đi nâng cấp cái kiếm đực, cái kiếm level 3, kiếm sức mạnh level 3. Ê. Rồi. Bây giờ qua map tiếp theo là phải là 575k nha mọi người, 575k thì hơi phê đấy. Rồi, ok. Tôi sẽ nâng cấp cái sức mạnh của cái kiếm lên. Đó. Để coi hồi nãy là 810 đúng không? 810 thì nó lên được bao nhiêu đây? Chắc cũng khoảng lên được gần 900. Nếu như may mắn thì lên được bao nhiêu? Thôi cứ bỏ đi, lên có 30 điểm sức mạnh nè. Ôi mọi người ơi, tôi mới vừa vô đây tôi nhận cái răng nè. Cái hồi nãy nó để là đâu có được nhận gì đâu, mà tự nhiên giờ bấm vô răng cái nó cho mình một cái gọi là cái gì cái Triple Booster. Tôi sử dụng liền, trời ngu gì không sử dụng đúng không mọi người? Trời ngu gì không sử dụng? Phải sử dụng chứ. Trời ơi. Tôi phải sử dụng. Đây chip không booster. Triple con. Wow. À, ngon. Trời ơi, bây giờ tôi qua đây tôi hốt thêm một mớ tiền nữa. Con này tôi cho chừng 5 phút tôi đánh được một con. Tôi qua đây tôi quánh cánh đạn. Tôi quánh quá trời luôn cũng được. Đó, mọi người coi nè. Ôi giời ơi, 200 mấy. Xong rồi nè mọi người. Đấy. Xong con mực. Xong con Switch. Xong con Switch cái lên hẳn 981 tiền. Ôi ôi. Tôi nói nó phê gì đâu ấy. Thì bây giờ là tôi sẽ qua tôi mở luôn. Có nên mở không coi mọi người? Có nên mở không? Xác định là có nên mở hay không kìa. Không, tại vì khoan mở đi ha. Tại vì tôi cần phải lên sức mạnh của kiếm trước. Đấy thì trong quá trình này thì tôi sẽ đi qua đây. À, game này coi thì game này cũng không khuyến khích mọi người nên nâng cấp lên kiếm vàng hoặc kiếm rainbow nha. Nếu như mọi người phải nói là dư tiền lắm thì mọi người hẳn lên. Đấy, coi gì năm cái kiếm thường như thế này lên cái kiếm rainbow á thì nó chỉ giống như là nhân 2 á thì 16 có thể lên 35 là hết cỡ. Đấy, rồi năm cái kiếm gold lên rainbow á thì 32 thì chắc tôi đoán chừng nó cũng lên chừng 90 mấy 80 mấy thôi. Đấy, nhưng mà tốn tiền lắm mọi người ơi. Nếu như ai dư tiền thì ok, shop update, mọi người cứ thoải mái thôi. Đấy, còn tôi thì trong game này là tôi không khuyến khích mọi người nên sử dụng upgrade nha. Đấy. Không sử dụng shop upgrade. Đấy, còn ai mà muốn thử thì ok, cứ thử thoải mái đi. Đấy, còn giờ tôi thì tôi chỉ có việc là tôi qua map mới và tôi nâng cấp thôi. Có nghĩa là chơi, mọi người chơi bình thường cũng vậy, không nạp lần đầu thì cũng cố gắng là đừng có mua. Mọi người cố gắng là đánh những cái con nào mạnh nhất, con nào mà máu trâu nhất để mà mình lên tiền. Khi mà mình lên tiền rồi đó thì mình có thể thì mình sẽ đi qua map mới để mà mình mở cái kiếm tiền để mà mở rương nó mắc nhất. Cố gắng mở cái rương mắc nhất để mà mình có cái vũ khí nó khủng nhất. Ấy. Quay. Trời ơi. Có cả cái này nữa hả? Ủa cái hai này là hai cái nào đây? Ui, một người có hai cái con này nè. Ui, thế nào mà trúng được cái cục 2% này cũng sướng nha mọi người. Có cái này cái chuối đúng không? À không. Kiếm bong bóng á mọi người, kiếm bong bóng nè. Đấy. Con này là cái cây cái sơn lau nhà nè, còn này là cái dù hay gì á. Tôi cũng không rõ lắm. Đấy, rồi, tôi được 400 mấy nè, tôi vẫn còn dư 400 mấy nè, ngon. À, để con kia đánh một mình á. Ô thôi. Dại. Dại lắm luôn ấy. Không có cái dại nào bằng cái dại này. Nghĩ sao để cho con kia nó đứng một cái cây kiếm 750 nó đứng nó đánh một mình. Bây giờ tôi nói cái cây kiếm 750 này ít nhất tôi cũng phải qua được cái map 1.000.000 á thì may ra là tôi mới loại được cái không loại được cái sức mạnh cây kiếm 750 này đâu.
750 này tôi nói là còn lâu lắm mới equip nó. Đấy. Ồ, mọi người thấy chưa? Trời ơi, lượm tiền mà lắc máy luôn. Trời ơi. Đấy, xong. À, đúng là có triple coin nó lợi thế mọi người. Có triple coin nó lên thẳng 1,5 triệu luôn. À, mém mém là tôi qua được bên này. Nhưng mà thôi chắc tôi không qua bên đó liền đâu. À, tôi sẽ qua cái map 575k đấy. Để mọi người coi thử coi là mỗi map thì nó sẽ như thế nào. À, ví dụ như qua map này thì tôi thấy là nhiên nó có cái chữ win ở trên này thì tôi thấy nó không ổn lắm nha. Nhưng mà qua đây thì mình có thể kêu gì được bọn gì ta? Ở trong núi lửa thì chắc là bọn xương. Đấy, mua. Wow, con rồng. Kìa đấy. Ở đây nhảy xuống có chết không? À không chết, trời ơi. Ngoài việc điều khiển, dùng tâm trí để điều khiển cái này thì tôi còn có thể đi được, nói chung là bất tử nha mọi người. Trong này gọi là bất tử là gì, tôi tự sát còn không được nữa mà. Nè, mọi người coi này, reset cho nó còn không được nữa mà. À, cây vậy đó. Ôi, về cái đây rồi tôi mới thấy đây 1 triệu nè mọi người. Đó, à, 1 triệu nè, mọi người thấy không, kiếm 1 triệu. Đấy, bây giờ tôi sẽ mua 1 triệu hay mua 350 ha. Không, nên mua 1 triệu đi. Đó, bấm vô. Yes liền. Đấy, để coi thử coi bây giờ 1 triệu nó sẽ cho. Chắc chắn cam đoan thì nó sẽ cho hai cái loại kiếm này thôi, không thể nào mà nó khác. Y chang luôn nè. Kiếm, ôi kiếm 35. Game mày bị điên rồi. Sao lại đưa coi cái kiếm 35. Thiệt tình đó chứ. Bỏ ra 1 triệu mua được cái kiếm này. À, 1 triệu mua được cái kiếm này. Còn mọi người nâng cấp lên cái kiếm Rainbow á, biết chừng nào nó mới lên được Rainbow. Lên thì lên á, nhưng mà mọi người phải bỏ ra một số tiền rất là lớn thì mọi người mới lên được. Đấy. Nó nói chung là nó hơi mắc. Nó không cần thiết trong khoảng thời gian đầu này. Khi nào mọi người qua được cái map cuối cùng đi. Đấy. Rồi mọi người muốn nâng cấp gì thì mọi người nâng cấp. Đấy. Rồi, ở đây tại vì lên cái map cuối cùng thì đâu còn cái kiếm nào nó mạnh hơn nữa đâu, buộc mọi người phải lên Gold. Rồi từ Gold mới lên Rainbow. Đấy. Có nghĩa là mọi người phải lên cái kiếm cuối cùng thì mới cần nâng cấp. Rồi bây giờ tôi sẽ bỏ cái này ra, tôi sẽ mang cái này ô đâu lộn bậy, tôi bỏ cái này ra tôi mang cái kiếm vô. À, bây giờ sức mạnh của ba cái cộng lại là tầm chừng 1,200, 1,300. Đấy, nó vẫn ủa cửa bên nào? Ở bên này đúng không? Ở bên đây. Ok, để coi quánh. Bây giờ đi ra lượm thêm một mớ tiền nữa. Ôi giời ơi. Tiền nó lên như gió đấy. Cũng may là nạp thôi thì nói chung là tôi nạp lần đầu thì nó như thế. Còn mọi người chơi thì mọi người cố gắng là mọi người đánh những cái con nào mà mạnh nhất. Đó, rồi sau đó để treo máy một chút. Mình đó, sau khi mình quánh xong á thì mình sẽ có được một mớ tiền, mình đi mình mở rương. Đấy, mình mở rương khi nào mà mình thấy nó đủ rồi thì mình sẽ đi qua map tiếp theo. À, map tiếp theo xong mình cũng mở rương này nọ. Mình mở xong mình cũng thấy đủ rồi, mình qua map tiếp theo nữa. Đấy, thì cứ nó cứ vậy thôi. Nó cứ bình vậy thôi. Trời ơi. Nãy giờ mới đánh được có nhiêu đây thôi đó mọi người. Trời ơi. Rồi chừng nào nó mới xong? Tại vì nâng cấp tiếp theo của nó là tới 25 lần chứ không phải là 10.000 nữa đâu. Đấy. Lên chuẩn bị lên cấp nữa là mọi người. Lên cấp là nhận thêm một mớ tiền nữa. Đấy. Rồi, có nhiêu đó thôi đó. Rồi thì ok, thì ra sẽ dừng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bao lần cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye mọi người.